Người ta dùng diễn xuất để cân phim, vậy mà dàn sao nữ hoa ngữ này lại dùng nhan sắc để gánh tất cả. Lưu Diệc Phi giúp câu chuyện Hoa Hồng Thoát Cảnh bị pressing. Angela Baby dùng vài phút xuất hiện để cứu vãn tác phẩm mờ nhạt. Với một diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất vẫn luôn là yếu tố quan trọng để tạo nên thành công cho một bộ phim. Thế nhưng, ở xứ Trung lại tồn tại những sao nữ rất lạ lùng, đó là diễn xuất của họ không được đánh giá cao, nhưng vẫn có thể giúp một bộ phim hot dựa vào nhan sắc mới lạ lùng chứ? Hãy cùng xem thử đó là những ai nhé. Cảnh điểm. Nhan sắc của cảnh điểm là thứ mà chẳng ai có thể phủ nhận được. Dựa vào nó mà khi còn chưa có tên tuổi, được đóng với dàn sao đình đám như Thành Long hay Chân Tử Đan thì cô vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả, dù rằng diễn xuất thì chẳng ai khen nổi. Cũng dựa vào ngoại hình xuất sắc ấy mà cô được người ta ca tụng là đóa hoa phú quý trốn nhân gian. Năm 2021, cảnh điểm bất ngờ gây bão hoa ngữ khi những cảnh phim được cắt từ tư đằng lan truyền khắp cõi mạng. Tạo hình xương xám của điển cùng phần mi lá liễu đặc biệt đã giúp nhan sắc cảnh điểm tôn lên gấp bội khiến khán giả chỉ xem vài phút thôi là muốn theo dõi luôn cả bộ phim rồi. Đa số người xem thừa nhận, họ đến với tư đằng là vì nhan sắc của cảnh điểm đó. Angela Baby Angela Baby cũng là sao nữ đi lên từ nhan sắc. Với khuôn mặt mang chút nét lai xinh xắn, Angela Baby đã chinh phục được hàng triệu khán giả, trở thành con cưng của nhiều nhãn hàng thời trang quốc tế. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, bà xã cũ của Huỳnh Hiểu Minh luôn góp mặt trong các dự án phim lớn của hoa ngữ. Đáng tiếc tất cả thành thảm họa vì kỹ năng nhập vai của cô nàng quá ý hẹn ấy vậy mà trong phong khởi lũng tây nhan sắc của angela baby đã gánh phim giúp trần khôn làm một tác phẩm bị khán giả ngó lơ gây bão mạng trong suốt thời gian dài vào vai khách mời chẳng cần diễn xuất mà chỉ cần khoe sắc ấy angela baby đã đốn tim công chúng với tạo hình thời hán xinh đẹp nền nã xứng danh đại diện vi rùa của dàn tiểu hoa sau 85. phạm băng băng một sao nữ khác cũng thành danh nhờ nhan sắc chính là phạm băng băng trong dàn đại hoa đán của Cbiz, cô chính là cái tên bị đánh giá thấp về thực lực Giàn đồng nghiệp đều lần lượt lên ngôi ảnh hậu của các lễ trao giải uy tín của châu Á khi còn rất trẻ, thì mỗi Phạm Băng Băng mãi đến năm 2017 mới nhận được giải ảnh hậu kim kê. May mắn là tài năng không đủ thì cô đã có nhan sắc để bù đắp. Nhan sắc có lợi với Phạm Băng Băng thế nào, cứ nhìn bộ phim võ mị nương truyền kỳ thì mọi người sẽ rõ ngay. Dựa vào nhan sắc kiêu kỳ trời cho, cộng với loạt tạo hình lộng lẫy bắt mắt, Phạm Băng Băng đã giúp bộ phim gia nhập hàng ngũ bạo của năm 2015 đó. Và đến tận bây giờ khi nói về tác phẩm này, người ta cũng chỉ bàn đến nhan sắc cùng tạo hình tốn kém hàng chục tỷ của Phạm Băng Băng mà thôi. Lưu Diệc Phi Khi nhắc đến Lưu Diệc Phi, thứ đầu tiên người ta nghĩ đến là nhan sắc, tác phẩm và diễn xuất luôn xếp cuối. Bởi nữ diễn viên bị đánh giá là không có biểu cảm gì vì sợ đánh mất cái đẹp ấy. Dựa vào nhan sắc mà Lưu Diệc Phi trở thành thần tiên tỷ tỷ có 102 của Cbiz, vượt xa những người đẹp thuộc thế hệ sau 85 khác. Và lợi thế nhan sắc của Lưu Diệc Phi thể hiện rõ nhất trong bộ phim Câu chuyện Hoa Hồng. Ở những tập đầu, khi mà cốt truyện vẫn chưa có gì, lưu diệc phi đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của khán giả dựa vào vi rùa đẹp hoàn mỹ trong từng cảnh phim đến mức khán giả phải thừa nhận nếu là người khác vào vai vạn người mê thì khiên cưỡng lắm nhưng lưu diệc phi thì đừng nói trai gái cũng phải mê và đến tận bây giờ khi phim đi quá nửa chặng đường thì nhan sắc của lưu diệc phi vẫn chiếm nhiều spotlight nhất